Kính chào các bạn. Bây giờ rưỡi, hiện giờ chúng tôi có mặt tại thị trấn Bình Đại. Ngày hôm nay chúng tôi được cơ duyên được một người bạn giới thiệu bà Hai Bảy, bà Bảy Kiên nha. Bảy Kiên. Và sau khi đến gia đình của bà Bảy Kiên thì chúng tôi được biết thêm một điều, mà điều này đối với nền văn hóa lâu đời của Việt Nam là người ta cảm thấy là hãnh diện khi một gia đình có 5 người con gái, thì người ta gọi đó là ngũ lân công chúa. Và ngày hôm nay chúng tôi đến để ghi hình bà Bảy ở lúc giờ, ở thời điểm này bà Bảy hiện giờ là 92 tuổi, và chúng tôi được biết rằng bà còn một người chị đã là gần 100 tuổi. Đây là một trong những người mà cao tuổi của Bình Đại, Bến Tre. Chúng tôi hy vọng rằng với những phim hình này, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những nét đẹp và độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Xin kính chào các bạn. Như là bác Hai dần về, bác Hai cầm cờ lên luôn đi. Cầm lên, thụt người lại. Rồi nè bác Hai, bác Hai dần con à. Luôn luôn. Nói với bác Hai là cầm hẳn con cờ cũng như ở cái tư thế sắp sửa bỏ xuống, chứ đừng có bỏ xuống. Thấy không, cầm ngồi thẳng ra, con cờ rút ra khỏi bàn cờ luôn. Rồi rút ra khỏi bàn cờ luôn. Ừ, giống như bác Hai chuẩn bị vậy đó. Ừ, đó. Chờ chuẩn bị bỏ xuống vậy đó. Đó, rồi vậy đó, chụp đi. Yeah. Đó, chụp y vậy đó luôn ngay. Ở cái tư thế giống y là bỏ con cờ xuống vậy đó, thấy không? Y vậy đó. À, như điều bác Hai đừng có làm chết. Bây giờ bác Hai đang cứ thụt tới thụt lui, thụt tới thụt lui. Rút tay ra để tay vô, rút tay ra để tay vô luôn vậy đó luôn. Rồi rồi, rút lại. Rồi, bỏ xuống. Bỏ xuống, rút lại, rút lại. Rồi, rồi bỏ xuống. Đó. Rồi. Đẹp quá, đó, mình làm vậy thì chấm thiệt. Rồi thì kêu bác Hai rút lại, chụp đi lưng. Rút lại không ai? Em chụp đi. Có dập rồi. Bị máy anh nó xeo chậm quá. Rồi, bác Hai để con cờ nó xuống. Và để đi cho coi chỗ cũ đi. Rồi tới không? Chưa. Hả? Kính thưa các bạn, đây là hai cụ già. Người bên phải của tôi là bác Hai Thạch, và người bên trái của tôi là ông Tư. Năm nay là 92 tuổi. Và hai vị này là hai bạn già cùng xóm ở tại thị trấn Bình Đại. Họ thường xuyên đánh cờ với nhau. Hôm nay chúng tôi ghi lại những phim hình mà họ ngồi đánh cờ với nhau. Quá trời đẹp luôn. Đẹp lắm mẹ ơi. Đẹp chưa từng thấy luôn. Ôi. Đây, đây, đây. Ôi. Đây. Đó. Lưng chụp chưa luôn? Em coi hình lại coi nó lên cái mông lưng. Hả? Lên không? Mà coi có nó có bị chỗ nào phá rồi nữa không? Không phải không? Bây giờ thì khối nó hơi ít chút nữa nha. Đúng không? Để vô. Rút ra, để vô. Rút ra, để vô. Rút ra, để vô. Rồi, rút ra, để vô. Đó, ông Tư chậm tới. Tư chậm tới, ừ. Rồi. Ừ, vô sát trong luôn, đó trong. Ừ, đó, chiếu tướng. Hình đẹp luôn. Nè, mà bị hai nắng phá. Hả? Hai cái giọt nắng tia xuống thì nó phá ngay cái bên bàn. Bây giờ em dời máy qua đây. Em dời máy qua đây. Này nó có thế hơn. Nó bị bột ghê lạc hết rồi. Chỉ có nước xé tay á. Nó rút ra cái bức mẹ. Rút ra cái bít lại.
quay vòng tròn á. Tôi thấy đủ sáng luôn. Dạ, chậm á nha, bị cái đó là anh xếp chậm cho em lắm đó. Em chụp là phải cẩn thận, nó rung máy á nha. Em nghe tốc độ nó chậm không? Là cái tay của nội che cái miệng rồi, lần sau cái em cái bật cái tay của nội sống với chỗ cái chậm. Nói với nội là cái tay mà nhấc bánh không cần nhấc cao, chỉ để gái vô thôi. Chứ nên là nhấc cao thì mỏi tay nội lắm. Lương đang làm gì với bà nội? Lương đang làm gì với bà nội? Nói bà nội bỏ. Nè, ngó qua đây nè. À, đó vậy đó. Bà nội bỏ tay xuống đi, bỏ đừng chưa. Chưa đâu bây giờ, chưa gấp đâu. Bà nội ngó lên bỏ. À, đó vậy đó. À, vậy đó. Ngó lên chút xíu bà nội. Nó đang suy nghĩ vậy nội. Mà nội lúc này hết bệnh đó, mà nội khỏe rồi. Đó nội, bữa nay nội khỏe nhiều. Nội ngó qua gia đình chút xíu. Nội ngó đây nè. À, chị nghèo. Nội nhớ bé Hiền không hả nội? Hả? Nội nhớ bé Hiền không? Hả? Nhớ, giết hết nhớ rồi. Sao vậy? Lâu quá, lâu. Sao không nhớ cái gì? Hả? Nhớ không con, ngày mai em đi rước á. Hả? Nó nghe ông già. Tôi biết nó nghe ông già hả? Bà nội ngó xuống kìa. Bà nội ngó xuống như ngó với bàn tay á. Ngó tay trái nội á. Nội ngó tay trái nội. Ừ. Đó.
Ôi nó bác gì tao nổ cho nghe. Kính chào các bạn. Bây giờ rưỡi, hiện giờ chúng tôi có mặt tại thị trấn Bình Đại. Ngày hôm nay chúng tôi được cơ duyên được một người bạn giới thiệu bà Hai Bảy, bà Bảy, bà Bảy ha, bà Kiên ha, bà Kiên. Và sau khi đến gia đình của bà Bảy Kiên thì chúng tôi được biết thêm một điều, mà điều này đối với nền văn hóa lâu đời của Việt Nam là người ta cảm thấy là hãnh diện khi một gia đình có 5 người con gái, thì người ta gọi đó là ngũ lân công chúa. Và ngày hôm nay chúng tôi đến để ghi hình bà Bảy ở lúc giờ, ở thời điểm này bà Bảy hiện giờ là 92 tuổi, và chúng tôi được biết rằng bà còn một người chị đã là gần 100 tuổi. Đây là một trong những người mà cao tuổi của Bình Đại Bến Tre. Chúng tôi hy vọng rằng với những phim hình này, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những nét đẹp và độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Xin kính chào các bạn. Bà vậy là bà ngoại không chứ không được làm bà nội nha. Vậy đó, bà chỉ là bà ngoại thôi, không có bà nội. Bữa nay con chụp hình cho bà Bảy là để kỷ niệm nè. Ha. Để gọi lớn cái hình để treo ở nhà chơi. Nha bà Bảy ha. Con mới nói với chị Nga chứ. Nếu bà Bảy hồi bà Bảy còn trẻ chắc đẹp gái lắm. Một ngày bà Bảy ăn được mấy chén cơm một bữa ăn á? Có khi chén, có khi thêm miếng vậy đó. Nhưng điều bà Bảy có thích ăn thịt ha, thích ăn năm ngón giòn này mấy ngón này mấy ngón còn ngon con ngón à, đúng rồi. Trời ơi, Bảy vừa mới thấy chứ không. Mà bà Bảy thường ngày là bà Bảy thích ăn ăn cá nhiều hơn thịt hả? Tại giờ già chắc là cũng ngon. Vậy đó hả? Cũng đôi lúc mới nhớ chứ không? Rồi bà Bảy giờ mới tay con coi mấy ngon. Nào ngon. Vậy đó hả? Cái này mấy ngon? Cũng ngon. Cũng ngon luôn hả? Mỗi lần anh nói chuyện bà Bảy còn chặt nhau. Ừ. Rồi giờ bà Bảy ngó lại coi mấy ngón. Bây giờ không thấy ngón nào hết. Không thấy ngón nào hết. Giờ về mấy ngón? Năm ngón. Năm ngón rồi. Thay áo cá vô. Đang chụp bà. Để cho bà tự nhiên. À, để tìm một cái nét tự nhiên thật sự là trong ánh mắt của bà. Chứ nếu mà bây giờ ship qua ship lại rồi này kia, cứ nhắc cái hình này. Cái hình nó ra nó không có hồn. Thành ra khi mà chụp những cái thể loại nghệ thuật đó là mình phải
cái tấm hình đó cũng tấm chân dung đó, nhưng nó phải có hồn. Thì nhìn vô, thí dụ như hồi nãy ở của bác Hai Thạch á, nhìn vô là mình phải có cái sức thuyết phục đó, thì cái hình đó nó mới thoát lên được. Chứ bây giờ cứ ship qua nghiêng lại đó là về sao cái hình nó ra nó không có đạt. Đâu vậy, nheo lại kìa. Mấy không cần nheo hả? Để xa. Đó, mà để xa. Đi hả, thiệt không á? Hai. Phải không? Phải hai ngón không? Đâu có thấy phải không? Phải nheo chân mày lại kìa, phải thấy. Ừ, thì bởi vì con nói là phải nheo lại kìa, múng cái miệng lại nữa kìa, phải thấy. Không thấy hả? Bảo đảm không thấy, giờ thấy không? À, đó giờ vậy vậy thấy không? Phải nheo mắt lại, đâu phải nheo lại coi. Nheo lại, ừ đó, đó. Nheo lại. Nheo lại vậy mới thấy chứ. Rồi. Cô tắm nhiều như mắt luôn. Đổi tư thế của